Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, thưa ý quyền Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chiều nay, lãnh đạo Cục Quản trị T26 Văn phòng Trung ương Đảng tại miền Trung đã đến tặng lãng hoa của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng tập thể cán bộ viên chức đã phát thanh truyền hình Đà Nẵng. Lãnh đạo Cục Quản trị T26 chúc mừng những kết quả mà Đài Phát thanh truyền hình Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn thời gian đến, Đài tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước và không cần phát triển. Xứng đáng là một trong những cơ quan truyền thông cồn luận đáng tin cậy của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo Cục Quản trị T26, thay mặt tập thể cán bộ, viên chức của Đài, Thông qua lãnh đạo cục, giám đốc đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng Nguyễn Hoài Nam gửi lời cảm ơn chân thành đến chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã quan tâm động viên tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động của đài nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày báo chí hết cách mạng Việt Nam. Đồng thời cho rằng sự quan tâm của chủ tịch nước là nguồn động viên lớn để cán bộ, viên chức của đài không ngừng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.